Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nanoti Channel hướng dẫn làm túi của Julie Shop. Đây là mẫu túi mà chúng ta sẽ làm ngày hôm nay. Và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Trước mắt các bạn đây là bộ phụ kiện đầy đủ để làm chiếc túi này. Các bạn có thể mua bộ phụ kiện này tại shop mình tên là Julie Shop. Link Facebook và link Shopee mình sẽ để ở dưới phần comment nhé. Bạn nào mua ngoài thì nhớ chú ý nhé. Ở đây là còn một dây xích đeo túi nữa. Tại lúc chụp ảnh mình làm rơi mất nên bây giờ mới để ý. Và bên cạnh đó là có 4 kim, bao gồm 2 kim sắt và 2 kim nhựa nha. Ngoài ra thì loại len mình dùng cũng phải là loại len dày, là len lông xù, nhưng mà là loại 4 sợi chập vào ấy. Cái túi màu hồng kia là mình làm từ loại 3 sợi, nên là nếu mà nhìn bên ngoài trông nó sẽ khá là mỏng và không để che hết được cái viền của cái tấm khung canvas ấy. Trước mắt là chỉ có vậy thôi. Nếu các bạn còn thắc mắc nào về bộ phụ kiện thì có thể comment hoặc là inbox trực tiếp cho shop mình để được giải đáp nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm túi nha. Bước đầu tiên chúng ta cần làm là cắt rời các phần cạnh của túi ra. Ở phần này thì các bạn làm cẩn thận nhé. Bởi vì nếu mà chẳng may mà cắt nhầm vào trong một cái là thôi luôn đấy. Vậy nên là không cần vội đâu. Các bạn cứ cắt từ từ cẩn thận là được. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ vào với phần làm thân túi. Tương tự túi mẫu này thì chúng ta sẽ làm 5 hàng len lông. 1, 2, 3, 4, 5. Cái túi này thì phần thân của nó chỉ có một kỹ thuật khá đơn giản thôi. Thế nên là phần này sẽ được hướng dẫn rất nhanh nha. Ở phần này vì một hàng nó khá là dài nên là mình sẽ chỉ lấy lượng len đủ để dễ dàng cho cái việc đan thôi nhé. Thì mình sẽ lấy là 4 lần chiều dài của thân túi. 4 lần này. Làm đọc căn. Rồi luồn kim. Phần này các bạn chú ý một chút nha. Cái này nó có hai mặt, thì một mặt nhẵn và một mặt hơi lờ một chút. Cái mặt nhẵn nó sẽ ở bên trong, còn cái mặt lờ nó sẽ ở bên ngoài. Thì mình sẽ bắt đầu làm là mình đang quay cái mặt lồi ra ngoài đấy nhá. Đó, thì mình sẽ đâm một ít kim vào ô đầu tiên này. Kéo len ra. Ngón tay phía sau dùng để giữ chân len này. Sau đó thì chúng ta đếm từ cái ô đầu tiên, từ ô mình vừa đâm vào ấy, là 7 ô. Thì và chúng ta sẽ đâm kim vào ô thứ 7. Có nghĩa là 5 hàng mà chúng ta chuẩn bị làm này thì mỗi hàng sẽ có cái độ rộng là bằng 7 ô nhỏ. Đó. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến hết len nhé. Và đây là đến đoạn cuối len rồi này. Một mũi cuối. Sau đó mình quay cái mặt trong ra này. Mình luồn kim vào bên trong để chốt len lại. Kéo qua. Mình kéo chặt chặt một chút. Sau đó cắt phần đuôi thừa đi. Thật ra các bạn có thể lấy nhiều len hơn để làm hết cả hàng. Như thế thì sẽ gây khó khăn cho mình trong cái việc mà mình rút len ấy. Thế nên là tốt nhất các bạn cứ lấy 4 lần len 1. Thì với cái độ cái chiều dài của túi này thì nó sẽ lấy thành 3 lần á, là hết được một hàng. Chúng ta tiếp tục đoạn ban nãy. Thì đây, mình đang làm đến đây rồi và đâm. Bây giờ sẽ đâm kim tiếp vào hàng tiếp theo này. Đó. Cái phần túi này thì nó rất đơn giản thôi, nó chỉ có qua lại như thế chứ không có kỹ thuật gì nhiều. Chủ yếu là cái khó là ở cái phần dây túi đằng sau. Các bạn cứ tương tự làm như ban nãy cho đến hết hàng dọc đầu tiên này nhé.
Nếu các bạn làm đúng theo như mình hướng dẫn từ đầu thì đến đoạn này nó sẽ cũng chỉ còn một đoạn len như thế này thôi này. Làm đến cuối luôn, sau đó lại quay lại và xuyên kim vào bên trong để chốt len. Em hãy chặt chặt một chút và cắt đoạn thừa đi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành hàng đầu tiên rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái đoạn bắt đầu của hàng thứ hai, và từ sau đó thì các bạn cứ làm tương tự như thế cho đến hết cả 5 hàng nhé. Bắt đầu ở cái hàng tiếp theo này thì chúng ta sẽ xuyên kim qua chân của hàng trước đó, có nghĩa là ở cái ô này này đó, và đến từ ô đó sang 7 ô, độ dài tương tự ở hàng trước. Giữ lên đằng sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, đây là ô thứ 7 thì mình đâm kim vào, đâm lên ở chân của cái hàng trước và đâm xuống ở ô thứ 7. Bạn nào hơi loạn hay là khó xác định được vị trí thì có thể dừng lại ở đoạn này để nhìn cho rõ nhé. Các bạn cứ đâm kim lên ở chân hàng trước và đâm xuống ở ô thứ 7 là được. Nếu các bạn làm đúng theo hướng dẫn thì sau khi làm xong 5 hàng nó sẽ vừa khít hết cả cái tấm này luôn. Còn nếu là mà lệch một hàng là phải xem lại ngay đấy nhé. Tương tự như vậy các bạn cứ làm hết 5 hàng dọc của phần thân túi nhé. Đây là phần thân sau khi chúng ta đã hoàn thành. Đó, các bạn thấy không? Nếu mà chọn đúng len thì trông nó sẽ rất là dày dặn. Đây là mặt trong này, mặt ngoài này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm hai phần cạnh nhé. Để làm hai phần cạnh thì mình sẽ lập thành hai hàng giống như thế này, sau đó sẽ gắn móc chữ D vào luôn. Với hàng đầu tiên thì mình cần chiều dài len bằng 3 lần chiều dài phần thân. Và chúng ta bắt đầu này. Các bạn để ý mặt trước và mặt sau nhé. Cũng tương tự như phần thân thôi. Chúng ta đâm kim vào ô đầu tiên này. Kéo lên. Giống như lúc nãy dùng tay để giữ phần đuôi len ở phía sau để cố định lại. Xong rồi đếm này. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ đâm kim vào ô thứ 5. Vì chúng ta chỉ làm 2 hàng thôi. Thế nên nó sẽ là ô chính giữa của cái phần cạnh. Đó. Rồi tương tự chúng ta làm như thế cho đến hết một hàng dọc nhé. Đến đoạn cuối này rồi thì chúng ta lại kết len lại. Quay mặt sau rồi. Đâm kim vào trong len. Kéo chặt 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 một chút rồi cắt phần thừa đi. Vậy là chúng ta đã xong một hàng rồi. Còn hàng tiếp theo thì có hơi khác một chút, bởi vì mình phải đính luôn cái móc chữ D vào ấy. Thế nên là chúng ta sẽ lấy chiều dài len là khoảng 3,5 lần chiều dài của thân túi nhé. Tương tự phần trước, chúng ta cũng đâm kim lên từ chân của hàng trước đó, sau đó đâm kim vào ô thứ 5. Tương tự các bạn làm giống như hàng thứ nhất cho đến hết cái hàng thứ hai này, rồi mình sẽ hướng dẫn phần gắn cái móc chữ D vào nhé. Đó, và chúng ta sẽ gắn móc chữ D ở phần này như thế này. Và để làm được điều đó thì đầu tiên chúng ta sẽ lật cái mặt sau ra này, xuyên kim qua khoảng 3-4 hàng len. Các bạn miết cái phần lông sang một bên để cho nó dễ nhìn các ô nhé. Đếm này, 1, 2, 3,
4, 5. Đây là hàng thứ 5. Và từ cái ô đầu tiên của hàng thứ 5 mình đếm sang này. 1, 2, 3, 4. Và đó, mình sẽ đâm kim qua cái ô thứ 4 của hàng thứ 5. Sau đó các bạn sẽ để móc chữ D lên và đâm kim vào cái ô thứ 4 của hàng thứ 4. Đó là cái ô này. Sau đó lại đâm vào ô bên cạnh và tiếp tục làm như vậy. Cái phần này bởi vì nó đều là len lông xù nên là có thể là hơi khó nhìn một chút. Nhưng cũng vì len lông xù nên các bạn yên tâm là nếu mà kể cả có đâm sai thì nó cũng không bị lộ đâu ấy. Các bạn hãy gắn sao mà cho cái phần móc này nó chắc chắc một chút là được. Nếu mà đặt trên cái tấm mà mình chưa đan ấy thì nó sẽ là ở 6 ô ở giữa của hàng thứ 4 và hàng thứ 5. Thì mình cứ đan thêm vài lần mà cho nó chắc ấy. Đó, sau đó mình lại quay cái mặt sau ra để giấu len đi và cắt cái phần thừa. Tương tự với cái cạnh còn lại các bạn cũng làm như vậy nhé. Sau khi đã làm xong hai phần cạnh rồi thì chúng ta sẽ đến với phần gắn túi. Các bạn chú ý mặt trước và mặt sau của túi để không bị nhầm nhé. Chúng ta sẽ gắn như thế này này. Đó. Để làm phần này thì chúng ta sẽ lấy chiều dài len bằng 3 lần chiều dài của phần thân túi. Các bạn để ý đây là mặt ngoài này. Chúng ta sẽ lấy phần cạnh ra, úp mặt trong của cạnh và mặt trong của thân túi vào. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ô thứ 6 của phần thân và ô đầu tiên của cạnh. Thì các bạn đếm sao cho đến ô thứ 6 thì bắt đầu đâm kim vào nha. Này, đây là ô thứ 6 này. Đâm kim vào ô đầu tiên của cạnh. Ở phần này thì các bạn có thể buộc vào hoặc không. Bạn nào mà làm quen tay những loại mẫu túi này thì không cần buộc cũng được. Còn bạn nào mới làm lần đầu thì nên buộc để cho nó chắc chắn và cố định cái phần đầu lại, để đến bước tiếp theo mình làm nó không bị nhầm ấy. Sau đó các bạn để này, nếu các bạn để đúng nhá thì các bạn sẽ thấy các ô nó so le với nhau. Thì mình chỉ cần chọn đúng ô đó mình xuyên qua, thế là được. Các bạn cứ tương tự làm giống như trong video nhé. Xuyên qua. Mình đặt cái phần đuôi len vào để giấu luôn cái phần đuôi len đấy vào trong cái phần viền nối này. Các bạn làm như thế khoảng 3 mũi thì cái phần đuôi len nó được cố định rồi ấy. Thì các bạn có thể cắt cái phần thừa của nó đi. Sau đó là các bạn sẽ làm đến hết cái hàng dọc này. Và đến ô cuối cùng thì dừng lại một chút thì mình sẽ hướng dẫn nha. Ở chỗ này sẽ có lưu ý đấy. Này. Đến ô cuối cùng thì các bạn nhìn kỹ này. Đây, mình xuyên qua nốt ô này đã. Sau đó tương tự vẫn như thế. Nhìn cái ô so le cuối cùng mình xuyên qua này. Nhưng mà bởi vì đây ở đoạn này nó là góc vuông ấy, thế nên là ở ô tiếp theo của phần thân mình sẽ vẫn đâm vào cái ô ở góc đấy của phần cạnh nhé. Nó sẽ tạo thành góc vuông ấy. Đó, các bạn để ý là phần này một chút. Sau khi đã làm phần ô vuông này xong, các bạn sẽ lại thấy những cái ô tiếp theo của nó lại so le với nhau. Thì các bạn lại tiếp tục nối như thế tiếp. Nhiều khi mình nói hơi khó hình dung nhưng mà các bạn nhìn thì sẽ dễ hiểu hơn đấy.
Và bên này mình cũng làm tương tự như vậy. Đó, ô tiếp theo của phần thân vẫn xuyên vào ô ở góc của phần cạnh. Bạn nào mà vẫn cảm thấy khó hiểu quá thì nên dừng lại và xem kỹ đoạn này một chút nhé. Bởi vì cái phần nối mà mình bị nối nhầm ấy, là cả cái túi của mình nó sẽ bị lệch luôn đấy. Sau khi qua phần đó rồi thì mình cứ tiếp tục làm lên trên như vừa nãy thôi. Nếu các bạn để ý thì khi mình làm đúng ấy, thì số ô thừa của phần thân ở hai bên nó sẽ bằng nhau. Đều là thừa ra 5 ô, bởi vì mình bắt được từ ô thứ 6 mà. Thì trong hai bên là sẽ cân đối. Đó, như vậy này. Còn một đoạn len dư ra này mình sẽ làm viền luôn. Viền luôn vào cái phần thắt cạnh đấy. Mình làm viền luôn như thế này để đến cái lúc giấu len ấy, mình giấu nó dễ hơn. Vì cái sợi len lúc mình làm đang ở trong góc mà. Đoạn này nó cần hơi khó, thế nên là mình cứ xoay túi liên tục thôi. Các bạn thông cảm chút nhé. Sau khi làm xong rồi chúng ta lại xuyên kim vào trong để giấu len và sau đó cắt len. Tương tự với mặt còn lại các bạn cũng làm như vậy nhé. Sau khi làm xong hai bên thì chúng ta sẽ viền nốt cái phần trên của túi vào. Đó, đây là phần thân túi sau khi chúng ta đã ghép hai phần cạnh vào rồi này. Tiếp theo chúng ta sẽ viền nốt hai phần trên này vào nha. Mình sẽ hướng dẫn làm một bên và bên còn lại thì các bạn sẽ làm tương tự nhé. Với cái phần này thì chúng ta không cần nhớ len lắm đâu. Chỉ cần 4 lần chiều ngang của túi là được. Trong video mình lấy 6 vì lúc đấy mình nhìn nhầm số mất. Thế nên là nó bị dư ra khá nhiều ấy. Thì các bạn chỉ cần lấy 4 lần thôi là đủ rồi. Mà thật ra thì số len cho cái set này nó cũng khá nhiều, nên là có lấy tư một chút cũng không lo thiếu đâu. Để làm cho chắc và sát, không bị lộ cái phần khung canvas ra, thì các bạn sẽ đâm kim vào ô thứ 6 nhé. Có nghĩa là ô mà đã được nối phần với phần thân rồi ấy. Đó. Sau đó chúng ta dùng hai ngón tay để giữ cái phần đuôi len lại, rồi vòng ra sau phần đuôi len. Đó. Đâm xuyên ra trước. Đây là một cách để chúng ta giấu len và đồng thời cũng khá là chắc để khiến cái len không bị tuột. Thường thường chỉ cần làm khoảng 3-4 mũ như vậy thôi là cái phần len trong nó đã chắc rồi. Thì mình có thể cắt cái phần đuôi thừa đi. Ở cái phần ô vuông này thì các bạn chú ý một chút. Chúng ta cũng đâm kim 2 lần qua đó nhé. Kiểu một ngang một dọc ấy. Đó, như vậy thì chúng ta vẫn mới có thể che được cái phần nhọn của ô vuông đó. Còn đoạn đằng sau này thì không có gì phức tạp cả. Các bạn cứ viền len lại đến cho đến cuối hàng thôi. Sau khi làm hết hàng thì kim nó sẽ dừng ở đoạn này. Để giấu len ở phần này thì mình chỉ cần đâm vào một ô bất kỳ mà không phải chân len. Đó, để đưa kim vào trong thôi. Cái này là len xù mà nên là nó cũng không bị lộ đâu ấy. Thì sau khi đưa kim vào trong rồi thì mình lại làm như vừa nãy. Giấu kim vào trong các hàng len và sau đó cắt phần len dư đi thôi là được rồi. Tương tự các bạn sẽ làm như vậy đối với phần còn lại nha. Đó, đây là chiếc túi sau khi chúng ta đã hoàn thành. À, gần hoàn thành. Và cuối cùng chúng ta sẽ làm đến phần mà mình cho là quan trọng nhất và khó nhất của túi. Đó chính là làm phần dây da. Đính phần dây da này vào túi. Cái này các bạn xem kỹ một chút này.
Tại vì mới đầu thì có thể hơi khó hiểu thôi, nhưng mà khi mà mình đã làm xong được khoảng chục mũi đầu rồi ấy, thì phần đằng sau nó sẽ rất đơn giản vì nó chỉ có một động tác lặp đi lặp lại thôi mà. Thì đây là cái dây da của túi này, các bạn để ý nhá, cái mặt trơn vừa nãy là mặt trước, còn cái mặt hơi xù xù này, này là mặt sau. Đây là mặt trước này đó, còn đây là mặt sau này. Chúng ta sẽ gắn vào như thế này. Đó, các bạn để ý mặt trước và mặt sau của dây nha. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một sợi dây ra. Cái này nó là dây ni lông, và cái đấy set nó sẽ có bao gồm 2 dây. Độ dài của dây thì không cần lo bởi vì họ đã chọn nhìn thừa rồi. Đó, và 2 kim nha. Đây, tiếp theo các bạn làm giống mình nhé, chú ý nhé. Chúng ta xuyên một đầu dây qua kim. Đoạn này mình cũng không biết đang miêu tả thế nào, nói chung là các bạn cứ làm như trong video mình đang hướng dẫn để cố định 2 kim vào 2 đầu dây lại. Mình sẽ sử dụng song song cùng lúc cả 2 kim luôn. Đó. Kéo qua, sau đó kéo dây kia xuống để cố định lại. Chúng ta sẽ cố định 2 kim vào 2 đầu dây. Tương tự đầu còn lại cũng thế. Các bạn nhìn này, đây là cái mặt sau của dây da này, hơi khó nhìn đúng không? Đây là cái mặt trước này. Chúng ta sẽ gắn vào túi cỡ 5 mũi nha. Các bạn đếm lên nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái ô thứ 6 này nó sẽ ở cái phần viền túi này. Đó. Thì gần này các bạn nhìn kỹ nha. Các bạn lựa chọn cái vị trí để dây túi cho phù hợp. Nó sẽ là nằm dọc của cái phần đường viền giao giữa hai hàng len của phần thân đấy. Thì mình sẽ đâm kim từ trong ra. Mình cầm một đầu kim, mình đâm từ trong ra. Đoạn này các bạn cần để ý cả dây da và cả phần thân nhé, để tránh cho lúc mình làm nó bị lệch ấy. Thì sau khi đã đâm kim qua được rồi, chúng ta cầm hai đầu kim kéo căng để chắc chắn được là phần len của hai bên là bằng nhau. Sau đó cái phần kim ở ngoài này, đây là kim ở ngoài, các bạn sẽ đâm vào ô trên. Kim ở ngoài đâm vào ô trên này. Mới đầu nó chưa chắc ý, thì các bạn nên để ý một chút, đừng kéo mạnh tay quá. Kéo kim qua. Đó, đây là cái dây kim ngoài nhá. Sau đó mình kéo cho nó bằng nhau một chút, rồi lấy cái kim ở bên trong, mình đâm từ trong ra ngoài, nhưng mà là đâm ở cái chân trước. Đó, là đâm ở cái chân mà kim kia vừa đâm vào ấy. Có hơi khó hiểu không? Bạn nào xem cái đoạn này mà cảm thấy khó hiểu thì comment cho mình biết nha. Cứ kim ở bên ngoài thì mình sẽ đâm vào chân mới, còn kim ở bên trong thì mình sẽ đâm vào chân cũ. Các bạn cứ nhìn theo video mà làm nhé, có khi là các bạn nhìn theo video còn dễ hiểu hơn là mình nói. Các bạn cứ chú ý thứ tự hai kim nha, cứ sau khi đâm kim thứ nhất vào trong thì mình lại đâm kim thứ hai ra ngoài, và sau khi đâm kim thứ hai vào trong lại đâm kim thứ nhất ra ngoài, cứ tương tự như vậy.
đến phần này là mình đã gắn được một đầu của dây vào phần thân rồi, thì mình sẽ tiếp tục làm như thế. Để tìm ở trong, đâm ra ngoài ở chân cũ, đâm vào chân mới, sau đó đổi kim. Đấy, đâm ra ngoài ở chân cũ, rồi đâm vào trong ở chân mới, rồi lại đổi kim. Đó, các bạn cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi còn khoảng 6 lỗ còn lại thì để mình có thể kết nốt phần đầu bên kia của dây vào nhé. Lần đầu mình thử chuyển sang là làm video trước, sau đó là thu âm. Thế nên là mọi người xem mà thấy có chỗ nào không ổn lắm thì comment để cho mình biết và cải thiện nha. Một mình tự mày mò, tự làm, thế nên là có thể có nhiều lỗi. Các bạn xem mà thấy không ổn ở đâu thì đừng ngại comment nhé. Đó, các bạn cứ làm tương tự như thế cho đến hôm này. Sau khi đã dừng lại ở vị trí này rồi thì chúng ta lại xác định sao cho hai bên dây, hai bên đầu dây nó đều nhau. Đây, nó sẽ để như thế này. Đó. Thì hiện tại là cả hai kim đều ở bên trong không? Thì các bạn cứ tương tự như vừa nãy. Mình lấy cái kim ở trên trước nhá, để mình đâm ra ngoài này. Cái kim mà có dây ở trên ấy, mình đâm ra ngoài. Sau đó mình đâm vào trong ở chân mới. Mình lấy cái kim thứ hai này. Các bạn cứ nhìn theo video mà làm. Trong trường hợp mà cảm thấy khó hiểu quá thì cũng có thể inbox shop mình để hỏi chi tiết. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn cách dễ hiểu nhất có thể, và sẽ quay lại video một đoạn nào đó nếu cần. Thế nên là nếu mà thấy khó cứ hỏi nhá, không phải ngại đâu. Tương tự làm như ở bước đầu tiên, nhớ chú ý vị trí của hai kim này. Cái kim thứ nhất đâm ra, đâm vào chân mới, rồi lại đến kim thứ hai đâm ra. Đâm vào chân mới. Thật ra cái này nó cũng giống cách mình khâu bình thường thôi ấy, nhưng mà kiểu mình dùng cùng lúc cả hai kim để khâu cùng lúc cả hai mặt luôn, nên là các bạn lật cái phần dây túi ra sẽ thấy hai mặt dây nó y hệt nhau. Đó. Đây là chúng ta đã xong được phần dây rồi này. Và đến đoạn này thì mình sẽ cố định lại bằng cách buộc thắt nút lại nha. Làm hai lần đi cho nó chắc. Sau đó thì mình cắt thì thôi. Vậy là xong rồi. Cái đoạn này mình làm hơi rườm rà, thật ra là nó cũng không cần thiết. Tại vì cái phần dây ni lông này nó đã mỏng rồi ấy. Thế nên là mình buộc vào là nó rất là chắc rồi. Và khi mình cắt đi là cũng sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa đâu. Với cả nó ở bên trong mà, nên không phải lo vấn đề đó. Đó, vậy là xong rồi. Tương tự như thế các bạn làm nốt phần dây còn lại nha, là mình đã hoàn thành được chiếc túi rồi đó. Và đây là chiếc túi của chúng ta khi đã hoàn thành tất cả các phần chính. Bây giờ thì đến phần trang trí cho nó bằng mác chữ và dây xích đeo. Cái phần này nó cũng không có gì khó khăn đâu, vì mấy phụ kiện này nó hầu như nó có cái chân gập sẵn rồi ấy. Thì các bạn chỉ cần để vào vị trí phù hợp, sau đó gạt cái chân gập nó ở mặt trong vào, thế là đã cố định được nó lại rồi. Đó, các bạn nhìn thấy cái chân không? Đó, cứ chỉ cần ấn gập vào là được. Đó, ấn vào, vậy là đã chắc chắn cố định được rồi. Sau đó là tới dây túi này. Cái này thì đơn giản, cứ móc vào hai cái móc chữ D là xong. Đấy. Và phần đính nút hít các bạn cũng làm tương tự như cái phần đính mark vừa rồi.
các bạn chú ý đính giống như mình làm nhé. Các bạn sau khi mà đã đưa cái nút hit qua thì đừng vội ấn vào nhé. Thì mình cứ thử xác định căn thử xem là đã chuẩn ở giữa chưa này. Khi mà nó đã ok rồi thì mình bắt đầu vạch vạch cái phần len ra một chút. Sau đó mình gập cái chân nó lại. Để tay mình nó hơi yếu nên là sẽ dùng cái phần đầu kéo để ấn cho nó chặt hơn một chút. Cái này là sẽ giúp mình tạo thêm chút lực này. Đó. Thì sau khi mình làm như thế thì khi gạt vào cái phần chân của cái nút hít nó sẽ được giấu trong len thì nó không bị lộ ra đâu. Tương tự với bên này các bạn cũng làm như thế. Ấn vào. Rồi gạt cái phần len ra để cho nó che đi. Đó. Vậy là xong bước cuối cùng. Thử gắn vào này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc túi này rồi. Đây là video mà sau một thời gian dài rồi mình mới ra thêm. Vì trong thời gian sắp tới mình sẽ cố tìm hiểu thêm một vài mẫu khác nữa. Và có thể chuyển sang cả mẫu túi da nữa để cho đa dạng các mẫu hơn. Nếu như các bạn có đề xuất nào thì có thể để lại comment nha. Mình sẽ làm nhiều mẫu túi nhất có thể. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.